Cái tội lỗi của chúng ta đây, chúng ta biết, chúng ta phải đoạn trừ nó. Là Đức Phật nói là do phiền não, do nghiệp chướng. Do phiền não và do nghiệp chướng, cho nên đầu tiên ta tu đây đó là chúng ta phải cắt bỏ phiền não trước. Mà cắt bỏ phiền não, Thầy nói một cách dễ dàng cho các vị biết đó, là Thầy nói làm sao mà tập không giận, không buồn, không sợ, không lo, bốn cái này cắt bỏ hết đi, thì chúng ta yên ổn nhé. Thành ra trên cái bước đường tu đó, cái chuyện không đáng giận mà ta cũng giận nữa, rồi ta gây phải không, rồi ta đánh, rồi ta giết người, làm sao được bình yên. Cho nên ta không giận mà ta nhịn được thì cái này yên. Ông bà chúng ta còn dạy một câu nhịn là chín câu lành mà. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Đức Phật dạy nhẫn nhục là đạo thứ nhất. Xuất gia làm não phiền người thì không phải là sa môn. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta phải hiểu cái chỗ này. Không có tội lỗi gì hết, không ai bắt bớ chúng ta đâu. Sở dĩ nó có việc này việc kia xảy ra cho chúng ta nữa, thì Đức Phật nói cái này là do nghiệp chướng của ta. Ta tạo đời này hoặc chúng ta tạo đời trước, mà bây giờ nữa, sanh trên cuộc đời này nữa, nếu mà chúng ta nhìn kỹ, ta thấy mỗi người nó hiện lên hết cái nghiệp tướng. Thế nên cái người ta nó hiện lên cái nghiệp tướng. Thế nên có những người mà có cái nghiệp tướng nhìn thấy thì kính trọng, nhưng mà có những người có cái nghiệp tướng hiện ra nhìn thấy là ghét rồi, phải không? Thấy cái tướng nó là ghét rồi, nghe nó nói là ghét rồi, phải không? Đây cái nghiệp hiện ra đây, nó hiện ra cái tướng của chúng ta, nó hiện ra lời nói của chúng ta, đây là nghiệp tướng mà này thuộc về ác nghiệp. Đấy là trên bước đường tu chúng ta đấy. Cho nên cái điều quan trọng nhất, ta biết ác nghiệp mình còn, cho nên nhịn là tốt nhất. Cho nên bây giờ ta biết rồi, mình ta gọi là thấp cổ bé miệng thì thôi đừng nên nói, phải không? Thành ra nói ra là chết đó, cho nên thôi không nói. Tại không nói mới được yên ổn chứ. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, thì chúng ta phải thấy cái chỗ này. Mà khi mình được yên ổn rồi, cái khi mình được yên ổn rồi, mình ngồi yên một chỗ, không ai quấy rầy mình nữa đó, thì cái chỗ này để mình mới quan sát cuộc đời. Quan sát cuộc đời Đức Phật gọi là nhập vô lượng nghĩa xứ tam muội. Cái tam muội này nữa, tại những cái người tu đó mà họ không biết đó, họ bảo là ngồi thiền. Bây giờ họ ngồi thiền mà ngồi không như vậy đó cả đời đó, thì Đức Phật nói là suốt đời đó, sống thì ngồi mà chết thì không ngồi nữa, phải không? Không được gì hết. Cho nên trong cái ngồi yên đó, ngồi yên này có nghĩa là mình không có ác nghiệp nữa rồi nữa, không ai quấy rầy mình nữa, mình được ngồi yên, người ta để cho mình ngồi yên đó, thì lúc bây giờ đó mình mới bắt đầu quan sát. Thì quan sát đó đó thì sao? Thành ra mình nhập cái tam muội nào cũng được đó. Tam muội tức là thiền đó. Mình đi vào cái thiền nào cũng được hết. Thế bây giờ quý vị vào cái thiền tứ niệm xứ cũng được, phải không? Cái này tứ niệm xứ là cái điều mà căn bản nhất ở trong đạo Phật chúng ta. Ta thường hay vào cái này. Thì bây giờ đó, tất cả các vị mà tu theo bên Nam Tông là đầu tiên, nếu mà người thực tu là phải đi vào cái thiền này trước. Vào đó để quán tưởng, chứ không phải ngồi không. Tức là ngồi yên rồi đó, bây giờ đó chúng ta mới suy nghĩ. Tại ngồi yên rồi mới suy nghĩ, thì suy nghĩ gì cái gì? Tức là bốn cái việc mà Đức Phật biểu chúng ta suy nghĩ đó, làm cái điều thứ nhất đó, là phải quán thân bất tịnh trước. Ta mang cái thân này vô đó, là ta biết đó, cái thân này là bất tịnh rồi này. Cái thân này là khổ này nè. Cái thân này là bất tịnh, cái thân này là khổ. Tại nếu mà ta không có cái thân này thì chúng ta đâu có khổ này. Quý vị nghiệm lại xem. Cho nên có thân này cho nên chúng ta mới, trước nhất là chúng ta bị quản lý hộ khẩu trước rồi đó, phải không? Tại ta có cái thân này cho nên họ nhìn họ thấy mình, do họ quản lý hộ khẩu mình. Đây là trên cái bước đường tu hành đó. Thành ra muốn đi đâu đó thì phải có giấy thông hành. Rồi muốn đi nước nào đó thì phải xin chiếu kháng, phải không? Đây tất cả là
đều bị cái này hết. Tại vì có cái thân này mới bị. Nhưng mà ở trong thiền định mình không bị cái này. Thầy nói một cách khác là cái linh hồn mình không bị ai quản lý hết. Thầy nói mình không cần chiếu kháng, mình muốn đi đâu mình đi. Quý vị nghiệm xem, cái linh hồn của mình nó không có bệnh hoạn, nhưng mà cái thân này là bệnh hoạn. Có thân thì có khổ, có thân thì có bệnh, phải không? Có thân thì có đói khát. Cho nên mình phải kiếm cái gì mình ăn. Mình phải có áo ấm cái khi mùa lạnh. Tất cả những cái điều này nó ràng buộc con người mình. Nếu mình không có cái thân này, mình không có cái này. Cho nên có thân là khổ vì cái thân này. Vì vậy đó mà khi ta vào định thì sao? Khi mà ta vào định đó, thì ta sống với cái tâm mình, chứ mình không sống với cái thân nữa. Đấy, sống với cái tâm, không sống với cái thân. Cho nên mình không bị cái thân này hành hạ, không bị thân này ràng buộc. Cho nên đó, có khi mà chúng ta nhập định đó, thì chúng ta có thể một vài ngày ta không ăn uống là chuyện này bình thường, phải không? Cho nên không ăn uống, không ngủ nghỉ là bình thường. Còn bây giờ nếu mà chúng ta không vào định mà chúng ta thức như thế này đó, mà chúng ta nhịn đói, chúng ta khó chịu, không ngủ, không chịu được. Nhưng mà vào định rồi ta không bị cái này lệ thuộc. Cái linh hồn chúng ta nó hoàn toàn nó tự do. Cho nên người ta tìm một cái định nào đó người ta vào. Thành ra cái định đầu tiên mà Đức Phật dạy mình đó, khi mà nhập định đó, là liền vào cái tứ niệm xứ định này. Cái này vô trước. Yên ổn được ngồi yên rồi, mình mới quán sát có cái thân này, cho nên mình mới khổ. Khổ vì cái thân này. Rồi cái mối quan hệ giữa người này người kia nữa, cái này cũng làm cho mình khổ nữa. Đây quán sát tất cả những chuyện liên hệ này, bốn cái việc mà Đức Phật nhé, gọi là thọ là khổ. Thấy không thọ thì không khổ, mà bây giờ thọ là khổ. Rồi nữa, cái hoàn cảnh nó thay đổi, cho nên cái tâm con người ta nó cũng thay đổi. Vì vậy đó mà mình gặp nhiều cái bất trắc trên cuộc đời này, gọi là tâm vô thường. Tới cuối cùng đó, chết là mất hết tất cả. Tất cả những cái gì trong cuộc đời này đó, là cái khi chết là mất hết, không còn gì nữa hết. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát mới nhắc chúng ta một điều. Cái gì mà khi mạng chung còn đem theo được đó, thì nên tích cực tu hành. Còn những cái gì mà mạng chung không đem theo được đó, thì bỏ lại. Cái gì bỏ lại, cái này ta không cần. Cái cốt lõi chỗ tu hành chúng ta này. Cái gì mà khi chết mang theo được đó, thì quý vị tích cực. Còn cái gì mà không mang theo được, thôi, của đời ta bỏ lại cho cuộc đời, ta không mang tới nó nữa, phải không? Đây là trên bước đường tu. Thì bây giờ quý vị nghiệm cái gì đem theo được. Cái gì đem theo được đây, cho nên ta cố gắng ta tập. Còn cái gì mà không đem theo được này ta bỏ. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta đó. Thì đầu tiên ta nhập cái thiền này là cái thiền ban đầu. Cho nên tới cuối cùng coi như tất cả cái gì trên cuộc đời này rồi cũng bỏ. Bỏ hết, không có gì giữ được hết. Nhà, cửa, rồi ruộng vườn, rồi công danh, rồi sự nghiệp, rồi người thân, phải không? Tất cả những cái này Đức Phật nó hãy nhắm mắt đó, thì coi như là chia tay rồi, hết rồi. Đấy, bây giờ chúng ta đi, mang đi. Cho nên tất cả những này ta bỏ hết. Vì vậy đó mà trong cái thiền tứ niệm xứ tới cuối cùng gọi là không quán. Tức là quán tưởng tất cả đều là không hết. Cho nên mình không bận tâm nữa. Mà không bận tâm nữa chỗ này nữa, dù họ có khen mình cũng thế, mà họ có chê mình cũng thế, họ có chửi mắng mình cũng thế, không có gì hết nữa. Không bận tâm chỗ này, cho nên tâm mình được đứng yên. Cho nên cái định này, này cái người tu phải thực tập đầu tiên. Nên sau cái định này thì quý vị làm cái gì nữa? Thành ra thường á, sau cái định thứ nhất này, thầy tập cái định thứ hai này, thầy gọi là niệm Phật tam muội. Cho nên niệm Phật tam muội, cái này là một cái mình thực tập. Tức là để một cái tượng Phật đằng trước mặt mình á, mình nhìn cái tượng Phật này, mình nghĩ về tượng Phật này, mình nghĩ về Đức Phật á,
Cái điểm này là điểm quan trọng, để cho mình tập trung vô đây thôi, để mình không có nghĩ chuyện gì khác. Nên đa số các Phật tử tu mà không có kết quả là tại vì tâm tán loạn, phải không? Thế nhiều khi ngồi đây nhưng mà cái đầu nghĩ đủ thứ chuyện trong đó hết. Mà cái người mà cái đầu mà không tập trung được đó, thì chúng ta thấy họ quên trước quên sau rồi. Cho nên thầy năm nay 76 tuổi mà thầy vẫn còn nhớ được là nhờ thầy có sức tập trung mạnh. Chứ không bắt đầu lẫn rồi, phải không? Những người bạn thầy bắt đầu lẫn rồi, bắt đầu quên rồi. Thế. Nhưng mà thầy không bị cái này. Là nhờ cái sức tập trung được, nhờ định. Mà thầy chọn cái niệm Phật Tam Muội, tức là nhìn một cái tượng Phật nào đó đem vào lòng mình. Lúc nào cái tượng Phật này cũng có trong lòng mình hết. Đây là cái yên ổn nhất. Cho nên thầy chủ trương thờ Phật là chọn cái tượng mình thích nhất, mà cái tượng đẹp thì đem vô dễ hơn. Nên quý vị đi ở trên chùa nghiêm, mình từ dưới đất mà lên tới trên chánh điện, có thấy cái tượng nào xấu không? Tượng nào cũng đẹp hết, phải không? Cho nên tượng đẹp mình dễ nhìn và dễ cảm, cho nên dễ đem vào lòng. Nhưng mà đem Phật để trong lòng mình thì đây là sự an ổn nhất. Chứ còn đem một cái hình ảnh ác xấu ở ngoài mà để vào lòng mình, mình bất an lắm. Cho nên mọi việc trên đời này thì gạt qua bên, để Đức Phật vô. Tức là vào cái định niệm Phật này cho đạt tới chỗ tam muội, là bây giờ cái hình ảnh Phật luôn luôn gắn liền với tâm mình, gắn liền với mắt mình, gắn liền với cái hiểu biết của mình. Cái này quan trọng. Đó, thành ra gắn liền với mắt mình, rồi gắn liền với lòng mình, rồi gắn liền với hiểu biết của mình đó. Tới cái chỗ hiểu biết này đó là quan trọng rồi đó. Bắt đầu hiểu biết Đức Phật là gì? Tức là hiểu biết luôn cả cái hành trạng của các ngài, cái quá trình tu hành của các ngài như thế nào đó, thì cái này đều hiện ra ở trong lòng mình. Cho nên từ trong lòng mình có rồi, bây giờ nó mới khởi ra cái lời nói của mình hay là hành động của mình. Đó là trên bước đường tu. Vì vậy mà cái khi giảng về hành trạng của Đức Phật á, là tại vì Đức Phật đã có trong lòng của Thầy, đã nằm ở trong lòng của Thầy. Cho nên nằm ở trong cái suy nghĩ của Thầy. Do đó mà cái hành trạng của các ngài nó gắn liền với mình. Rồi từ chỗ đó mà mình từng bước tu hành này, có nghĩa là làm theo các ngài, làm theo các Đức Phật. Cho nên chỗ này nữa là cái định thứ hai mà mình vào. Khi mà mình được cái thứ hai này rồi nữa, quý vị đi tới cái thứ ba nữa là gì? Đây là vô lượng nghĩa xứ định, tức là vô nghĩa xứ tam muội này là pháp hoa rồi đây. Hai cái kia đó là cái chúng ta tu trước, tới cái thứ ba này nữa là chúng ta thực tập đúng vào cái cửa pháp hoa, ta mới đi vào được. Tên cái vô lượng nghĩa xứ tam muội này đó, nó khác hơn kia là tập trung vô một việc. Đấy. Bây giờ đó, vô lượng nghĩa xứ tam muội đó, cái định này đó, lúc bây giờ chúng ta nhìn sao? Ta nhìn từ ở dưới địa ngục A Tỳ mà cho tới cõi trời sắc cứu cánh. Cái pháp hoa định cái này nó cho chúng ta có một cái nhìn, một cái bức tranh như vậy. Luôn cả sáu đường sanh tử, trong sáu nẻo luân hồi này nữa, tự nhiên nó hiện lên một cái bức tranh, nó hiện lên hết trước mặt ta hết. Cho nên lúc bây giờ chúng ta nhìn cái bức tranh của cuộc đời này, hay là ta nhìn cuộc đời này nữa, là chúng ta thấy từ địa ngục mà cho tới trời sắc cứu cánh này, thấy hết, không có sót gì hết. Thì tất cả mọi người trên cuộc đời này, chúng ta nhìn ta thấy ta biết rồi. Thế nên những người mà thường hay tranh cãi nhau đây, chúng ta biết là gì? Đây là Atula, phải không? Đức Phật nói Atula là thường đánh cãi nhau, thường đánh lộn với nhau, thường cãi lộn với nhau, thường nói xấu nhau, phải không? Đấy, cho nên ta mở mắt rồi ta nhìn hết tất cả những người. Đây ta biết là thế giới Atula, đây ta tránh. Đây là trên bước đường tu không ta?
Cho nên chỗ này hung dữ mà chúng ta vào đây làm chi? Nếu ta không có cái nghiệp Atula thì ta thấy chỗ này ta tránh đi chứ. Cho nên ta nhìn, ta thấy rồi, ta biết rồi, ta không nói. Tại đây là thế giới của Atula, không phải chỗ của chúng ta, phải không? Rồi ta nhìn qua cái người này đó, chúng ta thấy cái đời sống của họ sao mà nó sao ấy, phải không? Nó không giống con người chút nào hết á. Cũng là người, phải không? Nhưng mà cái sống của họ không giống con người chút nào hết. Đây cũng không phải thế giới của ta. Rồi ta nhìn qua bên này, ta thấy cái người này. Đó, nhìn hết Đức Phật đó là từ địa ngục A Tỳ cho tới trời sắc cứu cánh. Thì ở trong đó chúng ta chọn ai làm bạn? Đây. Ở đây chúng ta thấy chứ. Nhìn hết cái bức tranh ở trong sáu đường sanh tử rồi nữa. Thì bây giờ nữa, chúng ta mới thấy Phật ra đời thuyết pháp giáo hóa độ chúng nhị thừa và hàng nhân thiên. Thấy có một Đức Phật thuyết pháp giáo hóa thì có các hàng tinh văn và dương giác, tức là có các thầy theo tu hành, có các nhà thông thái đi theo tu hành, có những cái người quyền quý theo tu hành. Quyền quý này ta gọi là chư thiên. Đây là trên bước đường tu đó, để chúng ta quan sát, để chúng ta thấy. Tại vì ta nhìn ta thấy có Đức Phật ra đời thì ở chỗ đó có chư thiên xuất hiện. Có Phật ra đời thì có chư thiên xuất hiện. Rồi nữa có các thầy tỳ kheo đi theo tu, phải không? Ta nhìn ta thấy. Cho nên bây giờ ta chọn cái thế giới tu hành mà ta đi vô đây nè. Tất cả các vị đó, khi chọn cái chỗ này là cái chỗ tu hành của mình đó, tới đây phải tu chứ. Nên thầy nói cái chợ khác mà cái chùa khác. Ai muốn mua sắm thì ra chợ, phải không? Ai muốn tu hành thì vô chùa. Này dứt khoát như vậy đó. Cái này dứt khoát. Chùa thì tu, mà chợ thì mua bán. Ai muốn cái gì thì ra làm chỗ đó. Ra chỗ đó. Thì bây giờ ta chọn cái chỗ tu hành để chúng ta tới. Mà cái chỗ tu hành không phải là chùa là chỗ nào tu hành hết, phải không? Thế nên quý vị thấy đó, nó còn có những cái giả, cái thật chứ. Thế nên chỗ tu hành thì cái trường hợp này tu hành thật hay là tu hành giả, cái chỗ này thật. Thế nên chúng ta phải có trí tuệ, tức là phải bình tĩnh, nhập định tức là bình tĩnh. Bình tĩnh, sáng suốt mà quan sát, chúng ta biết. Chỗ này thực tu, ta tới, ta tu, ta hợp tác. Thì đây là trên bước đường tu nữa. Thành ra các vị có Phật ra đời này thấy. Cái thứ hai nữa ta thấy cái gì ta chọn? Tức là các vị Bồ Tát thùy thuận chúng sanh hiện các loại hình cứu khổ ban vui thành tựu lục độ vạn hạnh trụ bực bất thối. Đây là trên bước đường tu nữa. Cái hàng thấp ta theo này được, cái hàng cao hơn đó ta theo. Đây là các vị Bồ Tát nè. Các vị Bồ Tát xuất hiện ở trên cuộc đời, biết không? Thì đương nhiên họ hơn con người một bước rồi. Tại vì họ có nhiều đời, nhiều kiếp tu hành rồi, cho nên khi mà xuất hiện trên cuộc đời này, họ có những cái điều đặc biệt. Đặc biệt là gì? Cái đặc biệt của các vị Bồ Tát này. Cho nên chúng ta thấy rõ. Cái thứ nhất là họ có một cái đầu thông minh hơn người khác. Phải không? Họ có một cái tâm thuần từ hơn những người khác. Đây là các Bồ Tát xuất hiện, tức là lòng thương người. Lòng thương người của họ hơn những người khác. Cái hiểu biết của họ hơn những người khác. Cái sức khỏe họ hơn những người khác. Thêm một cái nữa, cái ngoại hình của họ dễ coi hơn những người khác. Cái này tướng phước. Tại vì các vị Bồ Tát người ta tu hành nhiều đời nhiều kiếp, cho nên sanh trên cuộc đời này thường thường họ có cái tướng phước. Cái tướng phước chứ không có tướng nghiệp. Tướng nghiệp thì mũi xẹp, mắt lé, tay chân cong quẹo, mình mẩy hôi dơ, phải không? Đó. Tất cả những cái tướng này tướng ác nghiệp nữa. Nhưng mà kia không có. Đây là cái điều quan trọng chúng ta thấy. Đây là các vị Bồ Tát sanh trên cuộc đời này đó, họ có những cái điều đặc biệt hơn những người khác. Nhưng mà họ có một cái điều đặc biệt nữa gì? Họ có một trái tim nhân hậu, tức là thương người,
giúp đỡ mọi người. Đây là các vị Bồ Tát. Đấy. Cho nên Đức Phật nói là cứu khổ ban vui. Các vị Bồ Tát sanh trên cuộc đời này là sanh ra để cứu khổ và ban vui. Tớ đầu mang nguồn vui tới chỗ đó, tớ đầu cứu khổ chỗ đó. Cho nên chỗ nào có khổ thì các vị Bồ Tát xuất hiện. Đây để cứu vớt người ta nhé. Giống như Bồ Tát Quan Âm vậy đó. Cho nên chúng ta nhìn ta thấy các vị này, cho nên ta sanh ra quý trọng, ta hợp tác để ta làm chuyện này. Ta đi theo ta làm chuyện này chứ. Tu hành là như vậy, để kết thành quyến thuộc Bồ Đề. Cho nên ở trong cái phẩm tựa có nghĩa là khi chúng ta nhập vào cái định vô lượng nghĩa xứ này đó, ta quan sát, ta thấy rõ chúng tam thừa xuất hiện này. Chỉ có Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát là thầy ta, cho nên ta theo những người này ta tu hành thôi, còn tất cả cái khác loại ra. Đó là trên bước đường tu. Đây ta tu theo Kinh Pháp Hoa là ta làm đi. Rồi đó, nó qua cái phẩm này rồi đó, đi qua tới cái phẩm thứ 10 là phẩm Pháp Sư. Cái bổn môn chúng ta đã qua tới phẩm thứ 10 là cái phẩm Pháp Sư này. Thì ở trong cái phẩm Pháp Sư này đó, quý vị thấy cái điểm đặc biệt nó là gì? Tức là cái chỗ mà vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Thành ra nhà Như Lai là gì? Nhà Như Lai là tâm từ bi, phải không? Áo Như Lai là hành nhẫn nhục. Tòa Như Lai là quan sát các pháp không, hay là cái trường hợp là trí bát nhã, tức là trí tuệ. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta, nó không cho phép chúng ta không thấy cái gì rõ ràng mà chúng ta làm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là phải thấy rõ ràng, biết đúng rồi thì lúc bây giờ chúng ta làm để không bị thất bại. Không phải chúng ta nhẹ dạ và dễ tin, không có chuyện này. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cái người này có một cái trí bát nhã, thấy biết được hết, biết hết được, biết cái gì đây? Tức là cái việc nên làm, cái việc nên tránh, phải không? Thế nên cái người này nữa, thường trong đời họ không thất bại là tại sao vậy? Tức là họ biết rồi, họ biết cái chuyện này làm không được, họ đâu dạy gì họ làm. Cái việc làm được thì làm, mà việc làm không được thì không làm. Đó là trên cái bước đường tu hành đó, của chúng ta là phải như vậy. Cho nên khi nào ẩn tu cũng biết, mà khi nào ra làm đạo cũng biết. Tại khi mà không ra làm đạo được mà chúng ta ra đó, thì chuốc họa vào thân, tức là chết. Còn cái khi mà làm đạo được mà ta không xuất hiện đó, thì này bỏ lỡ cơ hội, phải không? Nên trên bước đường tu chỗ này khó này. Này là trí bát nhã. Lên tòa Như Lai đó là phải có một cái trí tuệ mà quán chiếu thấy hết cuộc đời này. Phải biết rồi. Rồi nhà Như Lai là tâm từ bi, tức là thương người, phải có lòng thương người. Đây là cái nguyên tắc mà tu hành. Cho nên Đức Phật nói với ta sao? Ai gần người này tâm cũng được an, và thấy hằng xa vô số chư Phật mau đến vô thượng Bồ Đề, phải không? Đấy, cái phẩm pháp 10 đó. Cái người đó mà có một cái trí bát nhã, tức là cái gì họ cũng biết, thấy được hết. Họ có một cái tâm từ bi thương hết tất cả chúng sanh, phải không? Họ có một cái tánh nhu hòa nhẫn nhục, rất là hiền lành, dễ hòa hợp với tất cả mọi người. Đấy, cái người này là người tốt đây. Cho nên ta chọn cái mẫu người này mà ta gần, ta hợp tác. Tại sao ta gần? Đức Phật nói ai gần người này tâm cũng được an. Cho nên trên bước đường tu hành, thầy nhắc cho các Phật tử, nếu mình tới cái chùa nào mà mình thấy tâm mình an, mình gặp thầy nào mà mình thấy tâm mình an, thì mình nên tới và nên gặp. Còn nếu mình gặp mình thấy bất an thì thôi. Mình thấy không bất, trong lòng không an mà. Trong lòng không an thì cái gì cũng sẽ xấu hết. Cho nên không an mà tiếp tục tu và tiếp tục sống, tiếp tục quan hệ đó, thì một lúc sau nó phiền não nổi dậy. Thì cái này chỉ làm khổ thôi.
Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên á, ai gần người này tâm cũng được an. Nên trên bước đường tu của thầy đó, đầu tiên thầy chọn. Thế là thầy tới cái chùa nào mà thầy thấy tâm thầy an, thầy gặp một vị đạo sư nào mà thầy thấy tâm mình an, thì thầy theo thầy học, thầy theo thầy hầu hạ, cung kính, cúng dường, phải không? Làm cái chuyện này. Còn hãy tới chỗ nào thầy thấy bất an là bỏ đi, yên lặng bỏ đi, mình cũng không nói xấu, không nói tốt, không nói chuyện này. Tại vì nếu mình thấy là không tốt mà mình nói tốt thì sao? Thành ra mỉa mai, phải không? Này cũng không nên. Mà mình thấy không tốt mà mình nói không tốt á, thì quá ra mình nói xấu người. Cái này Phật cũng cấm. Cho nên yên lặng mà bỏ đi. Yên lặng bỏ đi là tốt nhất. Đi tìm những cái chỗ nào mà mình thấy an. Đây là trên bước đường tu. Rồi nếu cần thêm cái nữa là chọn cái pháp tu mà mình thấy an. Nếu bây giờ tới đây mình chọn cái bốn môn pháp qua tu thấy an thì ở đây tu. Mà ở đây mình thấy không an thì thôi, đi chỗ khác. Chứ mình không nói. Không nói cái chỗ này xấu, chỗ kia xấu, không nói chuyện này. Tại thầy thấy có những người nữa, tới chỗ này thì hãy chê chỗ kia, ta không làm chuyện nào. Ta không chê, ta đi học đạo mà, ta đi tìm đạo. Đó là ta học cái phẩm thứ hai, phẩm thứ mười đó. Rồi đó, qua hai cái phẩm này là căn bản rồi. Cho nên tu học ở trên thế gian là tới đây nè. Bây giờ nó qua ba cái phẩm trung tâm của Kinh Pháp Hoa đó, là phẩm Tùng Địa Dũng Sức, phẩm Như Lai Thọ Lượng và phẩm Phân Biệt Công Đức. Cái này là nói về cái thế giới của chư Phật đây. Tại nhờ cái tâm của chúng ta an rồi đó, thì lúc bây giờ đó, cái thế giới Phật mới hiện ra cho chúng ta. Mà cái thế giới Phật hiện ra cho chúng ta cái gì mở đầu đấy? Tức là gọi là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Đây là thực các vị Bồ Tát mà ta cần này. Đấy. Đây là cái pháp tu mà ta cần nhất là chỗ này, các vị này. Cho nên các vị này tại sao mà ta quý trọng họ? Quý vị thấy không? Cái thứ nhất gọi là thân kim sắc của họ. Tức là các vị này là công đức vô lượng vô biên rồi. Công đức vô lượng vô biên cho nên ta ví họ thân là vàng rồng. Ngày xưa Đức Phật hay ví chỗ này là quý báu, phải không? Đấy. Tức là những con người này nó là nhiều đời nhiều kiếp tu hành tích lũy công đức của họ. Cho nên nhìn từ ở trên đầu xuống tới dưới chân, chỗ nào ta thấy cũng quý, cũng tốt hết nữa. Đấy, cái thế giới này mới xuất hiện cho chúng ta chứ. Thế nên cái thế giới sanh diệt chúng ta tu hồi nãy đó, thì chúng ta làm tới đây thôi, chỉ được có cái tâm an thôi. Bây giờ bước vô thế giới vô sanh là thế giới của Phật, của các vị Bồ Tát. Thế nên vào đó nó đầu tiên đó, là chúng ta thấy các vị Bồ Tát thân kim sắc này xuất hiện. Thế nên nếu mà nói theo mình cho dễ hiểu là gì, khi mình bước chân vào cái thế giới đó thì sao? Mình thấy ai cũng hiền lành, ai cũng thông minh, ai cũng đẹp đẽ, phải không? Nên là tất cả những cái điều tốt hết rồi. Đấy. Thế bước qua thế giới Phật rồi, ở thế giới này thì đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà để cho cái tâm mình được an rồi, bước vào thế giới Phật á, mình thấy tất cả đều là người tốt không, chứ không có người xấu. Cho nên ở cái thế giới này á, nó toàn người tốt mà không có người xấu, phải không? Kiếm người xấu không ra. Tất cả đều tốt hết, đều thân vàng rồng hết. Mà tất cả các cái vị này đó, họ rất là dễ thương. Cho nên trong thế giới Phật họ tu nhiều mới được vô đây. Cho nên mình lọt vô đây để mình thấy ai cũng tốt hết, ai cũng dễ thương hết. Đấy, được vô thế giới này nữa. Nếu mình mong mình tu hành để vô thế này, họ dễ thương ở điểm nào? Ta đã vào ở trong cái thế giới Phật rồi đó, mình thấy các vị Bồ Tát này nữa, họ có cái điểm đặc biệt này. Các cái vị này đó là thích làm những chuyện khó làm, phải không? Đây là trên cái bước đường tu hành nữa,
cái chỗ này mình mới thấy các ngài. Sở dĩ được công đức như vậy là họ thích làm những chuyện khó làm. Cái phần nào khó, khổ thì phần này họ ra họ gánh giáp, tại họ biết cái này là công đức, cho nên họ tích lũy. Còn cái nào dễ, cái nào có quyền lợi đó, nhường cho người khác. Thành ra đầu tiên đó, mới ta sống với những người này ta thấy sướng, hiểu không? Cái chuyện khó họ làm hết đó, còn cái gì mà dễ, có quyền lợi họ nhường người ta hết. Đây là cái việc đầu tiên mà chúng ta thích, phải không? Rồi đó, chúng ta nhận một số những cái quyền lợi rồi lúc chúng ta thấy chán đi chứ. Trên bước đường tu đó chúng ta thấy. Giống như cái ngày Upali. Khi mà bảy vương tử được vua Tịnh Phạn cho đi theo Phật để xuất gia đó, thì bảy vương tử này sao? Tức là nhờ ngài Upali cạo tóc giùm, phải không? Rồi đó, mấy ông này mới tặng cho tất cả những đồ trang sức của mình để đem tặng hết cho ông Upali đi. Mới đầu ông Upali sướng quá, phải không? Mình được nhiều quá đi. Cho nên khi mà thầy thực tập cái pháp này đó, thầy có cảm giác sướng quá, phải không? Ở ngoài này ai cũng dành với mình hết đó. Nhưng mà vô trong kia chẳng những họ không dành với mình mà họ dành làm không à. Cái gì khó, cái nào khổ, cái nào họ dành làm hết. Họ không cho mình làm gì hết. Mới vô thì thấy sướng. Nhưng mà ở lâu ở trong cái thế giới Phật này, mình thấy mình có bộ dở, không? Mình sống vậy mình thấy không thích. Cho nên rồi mình mới tập. Cho nên trong cái thế giới Phật đó, thì lúc bây giờ là các vị Bồ Tát, thứ nhất là thích làm những chuyện khó làm. Cái thứ hai là đa năng. Việc nào làm cũng được hết, giỏi như vậy đó. Cho nên mình sống với người giỏi mình mới thích chứ. Cho nên việc nào họ cũng làm hết, việc nào làm được hết. Còn mình ở trong cái thế giới này nữa, có cái việc gì xảy ra ai cũng lấy mắt ngó hết, phải không? Khổ sở. Bây giờ bước vào trong thế giới Phật, các vị Bồ Tát này họ dành nhau họ làm, chứ không phải dành thụ hưởng. Họ nói một câu rất dễ thương là tôi thích làm cho người khác hưởng, phải không? Còn mình thì sao? Mới bước chân vào đó, tôi thích hưởng những cái thành quả của người khác làm. Làm thì mình sợ cực, sợ khổ, nhưng mà khi hưởng là mình ra đưa tay lên liền, phải không? Nên trên đời này nữa thì ai cũng thích hưởng cái thành quả của người khác, chứ không bao giờ thích làm cho người khác. Nhưng mà trong thế giới Phật thì các vị Bồ Tát này nữa là thích làm cho người khác hưởng, chứ cũng không thích hưởng của người khác làm. Cho nên các vị Bồ Tát thiệt họ xuất hiện trên cuộc đời này, ta nhìn ta thấy họ làm, nhưng mà họ không cho mình trả ơn. Cái chuyện xong rồi họ biến mất đi, phải không? Đây là các vị Bồ Tát đó, là như vậy đó. Họ xuất hiện, họ giúp mình, họ cứu mình, xong rồi đó, mình muốn gặp lại họ, không thấy nữa. Thế nên kinh nghiệm tu của Thầy nhận ra. Các vị thiện tri thức, họ xuất hiện ra để họ giúp mình từng đoạn đường một để mình đi lên chứ. Nhưng mà mình đi lên rồi, mình có một cái ý nghĩ là muốn trả ơn lại họ, thì cái trường hợp này không thấy họ nữa, không có nữa. Đây là các vị Bồ Tát. Cái thứ ba là gì? Các vị Bồ Tát này đó là thanh tịnh, tức là tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh. Thế nên ở trong chúng không có cái việc gì xảy ra hết. Thầy nói mình đây mấy trăm người nhưng mà không có ồn, phải không? Không có tiếng ồn. Thế nên tất cả mọi người đều sống ở trong định hết. Thế nên sống ở trong định chứ không thích sống ở ngoài. Nên Đức Phật nói là các vị Bồ Tát này họ không thích nương với trời và người, thường ở trong chánh định. Cho nên các vị này họ thường sống trong chánh định, cho nên không ai biết hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Thầy nói là Thầy ở chùa Ấn Quang từ năm 1957, phải không? Cho tới năm 2006-2008 Thầy mới về đây. Nhưng mà có nhiều người không biết Thầy. Tại họ không biết Thầy là sao vậy?
tại vì thầy không thích xuất hiện. Đây là trên bước đường tu. Cho nên các cái vị này không thích nương vào trời người. Nương vào trời người nữa thì thường thường nó có nhiều chuyện lắm, có nhiều việc lắm. Tại vì khi mà thầy tiếp xúc với mọi người nữa thì cái việc đáng hỏi họ cũng hỏi, mà việc không đáng hỏi họ cũng hỏi. Thầy có cảm giác lúc nào mình cũng bị quấy rầy hết, phải không? Thế nên lúc nào mình bị quấy rầy. Cho nên có một số các thầy mà họ tu, thành ra bây giờ nó có những cái tiện nghi, tức là có điện thoại, rồi điện thoại di động nữa, nhưng mà họ không bao giờ sử dụng. Thầy hỏi tại sao vậy? Tại họ sợ thế tục quấy rầy. Ta đã có số điện thoại thì cái trường hợp đó người ta tìm, người ta gọi, người ta hỏi, chẳng lẽ không nói, mà cái chuyện không đáng cũng phải trả lời nữa. Cho nên là tất cả các vị Bồ Tát này đó là thường ở trong chánh định, tức là cắt đứt mọi cái duyên bên ngoài để giữ cái tâm cho thật thanh tịnh, cho bình ổn, rồi lúc bây giờ mới sáng suốt, nhìn thấy cái chỗ nào đáng tới thì tới, cái việc nào đáng làm thì xuất hiện làm rồi thôi. Cái người nào nên gặp thì họ tới đó họ gặp. Đây các vị Bồ Tát thường sống trong chánh định. Đây là cái việc. Cái thứ tư là gì? Họ không bao giờ tranh cãi với nhau. Như trong đạo tràng mình, thầy nói giờ ai tới trước thì ngồi trước, ai tới sau thì ngồi sau, phải không? Chứ không có giành nhau, nói chỗ này của tôi, chỗ kia của tôi. Đó, thành ra thầy thấy một số các cái giảng đường khác thì sao? Thầy nên tới giành chỗ, phải không? Cho nên có một bà này tới trước, mấy bà kia dặn tới lấy cái giỏ để chỗ này cho tôi, phải không? Lấy cái cuốn sách để chỗ này cho tôi, đằng lát tôi vô tôi ngồi, phải không? Các vị có thấy chỗ đâu? Đấy. Tức là không biết tu làm sao nhưng mà thích đi giành, phải không? Đó là trên bước đường tu của chúng ta đó. Đây các vị Bồ Tát này ngồi chỗ nào cũng được. Cho nên cái này gọi là an lập hạnh. Ta nên vào trong thế giới Phật đó, thì thượng hạnh, vô biên hạnh, tịnh hạnh và an lập hạnh, tức là tất cả các vị này. Đi vào thế giới Phật mà bao giờ đó, khi các vị tu đó, mà cái tâm mình tới cái chỗ này, hay là mình gặp những người này đó, là mình biết mình đã gần tới Phật rồi đó, gần tới thế giới Phật rồi. Cho nên chưa tới thì nỗ lực tu, giống như là cao nguyên đào giếng, ra sức đào không thôi, cho đến đất ướt đất bùn thì biết sắp được đến nước. Tu đạo Bồ Tát cũng vậy. Đấy là trên bước đường tu của ta nhé. Ta nên ta đi vào càng xa trong này nữa thì ta bắt đầu ta gặp những người tốt nữa. Còn nếu mà ta còn gặp tất cả những người xấu này nữa, là mình biết mình còn ở trong sáu nẻo luân hồi đây. Mà nhiều người xấu nữa đó thì sao? Mình biết là mình đang ở ba đường ác, địa ngục A Tỳ hay là súc sanh ngạ quỷ gì đây, phải không? Thế nên chúng ta nhìn ta thấy ngạ quỷ tức là ở trong một cái thế giới nghèo đói. Thế giới nghèo đói ta gọi là ngạ quỷ. Ở trong địa ngục là ở trong một thế giới không tự do, phải không? Thế nên ở trong một thế giới không tự do ta gọi là địa ngục. Thế giới nghèo đói ta gọi là ngạ quỷ. Cái thế giới đó mà không biết phải trái gì hết ta gọi là thế giới của súc sanh. Thế nên nói chuyện với nhau bằng tay chân, phải không? Thế nói chuyện với nhau bằng tay chân thôi, đấm đá thôi, thế ta biết này nữa. Nếu mà ta lọt vào trong thế giới này nữa, thì ta biết mình đang bị đọa đây. Cho nên phải cấp tốc, phải nhanh đi ra khỏi. Tại nên trong cái phẩm thứ ba, phẩm nhà lửa, Đức Phật nói cái này đấy. Ở trong nhà lửa này, đó, ở trong nhà lửa này là tất cả các loài đều tranh giành giết hại lẫn nhau hết đó. Cho đứa nào mạnh thì hơn, phải không? Đó. Vì vậy mà ta phải cấp tốc ta ra. Mà ra khỏi cái thế giới này thì ta sẽ tới cái bãi đất trống đó. Tới bãi đất trống là hết tranh cãi rồi đó. Cho nên ta mới tới được bãi đất trống này. Trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là nói như vậy đó, từng bước. Qua tới các vị Bồ Tát này đó, thì bây giờ đó, đi sâu vô một chút nữa thì chúng ta mới
thấy được Đức Phật, gọi là Đức Như Lai, gọi là Như Lai Thọ Lượng, là tới cái phẩm thứ 16 đó. Cái này là cốt lõi này. Tức là vào trong thế giới Phật thì lúc bây giờ đó chúng ta mới biết Đức Phật không có, không có nhập diệt, Đức Phật không có chết, phải không? Cái xác thì chết, nhưng mà cái chân linh thì cái này bất tử. Cái chân linh bất tử nhé. Tại chân linh của ta cũng bất tử, mà chân linh của Phật cũng bất tử. Cho nên cái chân linh chúng ta gặp Phật ở trong cái thế giới này, đó là trên cái bước đường tu. Cho nên từ ngoài mà ta đi lần 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 vào trong, tới được gặp các vị Bồ Tát tùng địa diễn xuất này đó, là cái chỗ, cái bờ ranh của thế giới Phật rồi đó. Tại vì chúng ta lọt vô đây nữa thì chúng ta biết đây là cái thế giới thật báo trang nghiêm tịnh độ của Đức Phật. Cho nên Đức Phật nói là tịnh độ ta chẳng hư mà chúng thấy trái rã, tức là trong cái thế giới này. Cho nên cái chỗ này rất là khó hiểu. Nhưng mà nếu hãy chúng ta có suy nghĩ chút thì chúng ta không nhận ra được. Tại vì ngay trong thế giới này, trong thế giới chúng ta đang sống này, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng ta chỉ có cái thế giới sống này thôi. Nhưng mà Đức Phật nói với chúng ta đó, ở trong cái thế giới chúng ta đang sống này đó, nó có nhiều loại hình thế giới khác nhau. Nhưng mà loài nào đó thì sống theo loài đó. Loài nào sống theo loài đó chứ. Thì bây giờ đó, Thầy nói thế này, là cái trường hợp đó, ở trong một cái thế giới chung này đó, trong cái thế giới chung này nữa, mà bây giờ đó, ví như là cái thế giới ta đang sống này nè, nhưng mà những cái loại hình thế giới khác nó đang xen vào trong thế giới này để chúng ta không biết được. Đó là cái điểm quan trọng. Cũng trong một cái thế giới này, nhưng mà rồi đó, các cái vị hiền thánh họ sống theo thế giới của họ, Phật sống theo thế giới của họ, ma quỷ sống theo thế giới của họ, cũng chung ở trong này nữa. Đây, bây giờ đây chúng ta người sống, chúng ta đang ngồi nói chuyện với nhau đây, phải không? Còn chung quanh với ta đó, quý vị có cảm giác đó, là có những người vô hình ở đây không? Có chứ. Cho nên Đức Phật nói là trên đất liền hoặc trong hư không, phải không? Cho nên có các loài sống ở trong hư không. Các loài sống hư không này là chỉ cho các loài quỷ thần. Cho nên các loài quỷ thần, đây là trên bước đường tu. Cho nên thường cái khi mà Thầy ngồi Thầy tụng kinh một mình, Thầy có cảm giác là chung quanh có rất nhiều người nghe, phải không? Đây là trên bước đường tu. Đó là cái thế giới tụng kinh của mình, cái thế giới tu của mình, thì tự nhiên nó kết hợp được một cái loại hình thế giới khác nữa. Đấy. Rồi đó, đi vào trong thế giới Phật nó cũng vậy, nó đang xen với nhau. Cho nên Thầy thấy ở trong cái tivi của mình thôi, phải không? Nhưng mà tất cả các cái đài bây giờ nó có vệ tinh rồi, cho nên nó có thể truyền hình, phải không? Truyền hình anten hoặc là truyền hình cáp. Cho nên như vậy đó, các cái làn sóng điện này nó tự chen với nhau đó, mà nó không có trở ngại nhau, thì em thấy được. Cho nên quý vị mở đài đó, thì Thầy có cảm giác ngay trong cái thế giới Phật và chúng sanh cũng giống như vậy đó. Tất cả các cái hệ thống này đó, nó đang xen với nhau mà không có cái nào chướng ngại nhau hết. Thành ra mình ở chung trong thế giới Phật đây mà mình không thấy Phật. Nhưng mà bây giờ theo cái quá trình tu này của Đức Phật á, để thực hiện á, từng bước mà mình đi tới đây á, thấy Bồ Tát Tùng Diệu Xuất thì tức là mình sẽ tới thế giới Phật được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên á, các cái làn sóng này nó đều chằng chịt với nhau hết, nhưng mà nó không có, nó ảnh hưởng cho nhau. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Thế giới sống, thế giới vật chất này. Nhưng mà trong con người vật chất chúng ta đây đó, cái thế giới tâm linh đó, thì cái trường hợp này sao? Ở đây mấy trăm con người nữa thì có mấy trăm cái loại hình thế giới khác nhau hết đó. Cái mối quan hệ vô hình của mình đó, nó có chứ. Tại sao có người thì quan hệ với ma quỷ, có người thì quan hệ với thần tiên, phải không? Có người là quan hệ với Bồ Tát, có người quan hệ với Như Lai ở trong cái thế giới mình đang sống. Ngồi đây đó, con người mình, nhưng mà cái tư tưởng của mình, cái làn sóng điện này đó, nó sẽ phát đi.
nó sẽ tiếp nhận. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đây, Thầy có cái cảm giác như là Đức Phật đã vẽ ra cái bản đồ này cho chúng ta, để chúng ta tiếp cận vào trong thế giới Phật. Đây là tới cái phẩm quan trọng nhất, đó là cái phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 17, thứ 16. Phẩm phân biệt công đức là thứ 17. Phẩm phân biệt công đức thì cái này đó, Đức Phật nói là cái người mà tu ở trên hình thức này đó, dầu tu 80 muôn na do thiếp kiếp đi nữa đó, cũng không bằng cái người mà tu ở trên chân tâm này một niệm. Đấy. Chỗ này là quan trọng. Cho nên cái người mà đi vào được tới cái thế giới thật báo này, thấy được các vị Bồ Tát tụng địa giống xuất rồi, nhìn thấy được Như Lai, hay là chưa thấy nhưng mà tin được Đức Như Lai, thì cái trường hợp này công đức của họ lớn lắm. Thì những người này họ đã đi vào trong thế giới Phật rồi. Cho nên tu ở trong thế giới Phật á, thì cái trường hợp này cái công đức nó khác hơn chúng ta đây. Cho nên tu hình thức á, đôi khi chúng ta tu cả đời mà chúng ta không được gì hết. Còn á, một cái niệm tâm mà giác ngộ được á, hay là lọt vào trong thế giới Phật được á, thì cái này khác hơn nhiều. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên á, có những cái người bình thường như thế này mà họ trong một giấc mơ họ xuống địa phủ rồi họ trở về. Có người trong một giấc mơ này mà họ lên thiên đường họ trở về. Có một người ở trong giấc mơ mà họ đi về cực lạc họ trở lại đây. Hoàn toàn khác nhau. Thành ra cái vấn đề tu của họ đó, tất cả chúng ta cùng nghe pháp, cùng tụng niệm, cùng lễ bái. Nhưng mà cái người mà lọt vào trong những cái loại hình thế giới đó, đó họ trở lại đây đó, thì chúng ta thấy hoàn toàn khác. Đây là nói cái công đức khác nhau là chỗ đó. Thành ra chúng ta tu nhưng mà chưa ngộ thì nó khác hơn. Thì còn hai cái phẩm kết đó là gì? Phẩm phổ môn và phẩm phổ hiền. Thành ra phẩm phổ môn và phẩm phổ hiền thì chỗ này nhắc chúng ta cái gì? Tức là ở trên cuộc đời này nữa, các vị Bồ Tát mà hiện thân trở lại đây đó, thì cái này nữa là tùy, gọi là tùy duyên. Thành ra Bồ Tát Quan Âm tùy duyên, cho nên làm cái gì cũng được hết, miễn có lợi ích cho chúng hữu tình thôi. Chứ không nói là tôi phải làm cái này, phải làm cái này, phải làm cái này. Không có chuyện này. Ngài ứng hiện trên cuộc đời này là theo cái nhu cầu mà Ngài có thể ứng hiện và cứu giúp chúng sanh. Cho nên khi chúng ta hành đạo đó, thì cái trường hợp này ta nhìn, ta thấy những cái người đó thì chúng ta có thể thân cận, có thể hợp tác, có thể tu được. Còn có những người mà đòi làm cái này, đòi làm cái kia, thôi, này không phải. Cái thứ hai đó là theo Bồ Tát Phổ Hiền. Thế nên Bồ Tát Phổ Hiền là cái Bồ Tát mà đầy đủ phước đức xuất hiện trên cuộc đời này. Thế. Cho nên lúc bây giờ đó, sao Phổ Hiền Bồ Tát thì thế và lực mạnh, cho nên sanh trên cuộc đời này nữa, họ làm được nhiều cái việc mà người thường không thể nào làm được. Thầy nói, bữa trước Thầy nói, thí dụ như vua Càn Long này. Thầy nói ông vua Càn Long này. Thầy nói ông này là gốc người Mãn Châu, giống như mình đây là người dân tộc này đó. Mà về cai trị cái Trung Nguyên này. Cai trị cái đất Trung Nguyên, cai trị cái dân người Hán. Cái chuyện này không phải chuyện dễ đâu. Nhưng mà cái ông này đó, ông làm được. Làm được Phật Pháp đó. Thì cái trường hợp này để mình bảo là cái sức mạnh Phổ Hiền. Cái người đó có đủ thế và lực. Thế nên họ có một cái đầu thông minh mà hơn những người khác. Họ có một cái sức khỏe hơn những người khác. Họ có một số người hợp tác đó, mà hơn những người khác. Cho nên không ai làm gì họ được hết. Thế nên có những cái người nào mà có một cái ý mà muốn phản lại ông ta đó, cái linh cảm ông ta biết trước rồi. Không làm được. Đó là ở trên cái bước đường tu hành ấy, chúng ta nghiệm rồi chúng ta thấy. Tại sao ta sợ ông Càn Long? Tại nên tất cả những người Hán này rất sợ. Hãy có một cái ý niệm mà chống lại ông ta biết làm sao. Rồi trong cái lúc đó đó, ông Càn Long này thì cái trường hợp cũng có một cái đặc biệt của ông ấy, là tất cả những cái người giỏi này đều theo ông ta hết. Cái điều thứ ba nữa là cái trường hợp đó nó theo ông ta mà ông ta là quyết tâm
trong cái chuyện tu hành. Đấy. Cho nên trong đời ông ấy, ông lập được cái Đại Tạng Kinh Càn Long ấy, là cái trường hợp này thầy thấy quý nhất. Còn bốn cái việc mà ông nói đó, ba việc ông nói đó, thì chúng ta thấy nếu mà có cái người như vậy thì chúng ta cũng nên gần gũi. Tên ông này tu ông nói gì? Ông có ba cái điều nguyện, phải không? Cái điều nguyện thứ nhất á, hãy mà thấy tượng Phật là lại. Ông vua nhưng mà có cái thấy tượng Phật là phải lại thôi. Cái thứ hai nữa là thấy chùa hư là phải trùng tu. Cái thứ ba nữa là thấy người tu hành là phải cúng dường. Đây là cái trường hợp đặc biệt. Cho nên cái người mà làm được việc lớn như vậy đó, họ phải có thế, có lực, có tất cả những cái điều kiện tốt này thì làm. Còn mình bây giờ nếu mình thấy mình không có điều kiện này thì thôi. Thì thôi mình không làm chuyện đó. Nhưng mà thấy ai có cái điều kiện tốt như vậy đó thì mình hợp tác với họ, mình làm. Đây là trên những bước đường tu đó, các Phật tử tự nghiệm. Tại vì mình sức yếu mà mình thích cưu mang, thích làm chuyện lớn á, thì dễ chuốc họa vào thân. Cái chuyện quan trọng nhất á, là thầy nhắc làm sao mà gặp được Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất trước. Mình được bước một chân vào trong thế giới Phật trước đi. Hay là chưa tới chỗ đó nữa, mà trên cuộc đời này mình tìm gặp được cái người nào mà mình thấy cái tâm mình an trước nữa. Đó, phải tìm cái này trước. Từ cái khởi đầu cái tâm được an rồi mới thấy thế giới Phật, gặp được những người tốt, tới cuối cùng nữa, là đi vào thế giới Phật. Từ trong thế giới Phật này mà trở ra cuộc đời này nữa, mới làm được những chuyện lớn. Như vậy đó là thầy kết thúc cái bổn môn Pháp Hoa. Thì nó còn có mấy cái việc này thì thầy nhắc thêm cho các Phật tử mình. Cái điều thứ nhất á, là khi mà thực tập á, trong vấn đề tu hành thì đây mình tu tập thể. Cho nên tất cả các Phật tử mình á, nếu mà ai ở gần đây có thể về được á, thì nên tranh thủ ở trong mùa an cư này đó, tức là buổi chiều đó, vào khoảng độ chừng 5 giờ chiều đó, thì thầy có một cái là thực tập về nghi lễ. Tức là thực tập về nghi lễ, hồi nãy thầy nhìn thầy thấy là các Phật tử về cái cách đi, cái cách đứng, cách lại này nó không đồng bộ. Cho nên đó, từ 5 giờ tới 6 giờ cái khoảng này đó, mỗi ngày đó thì mình đều có tập. Cho nên nếu quý vị tranh thủ về. Cái thứ hai, nếu mà mình không đi về như vậy được á, thì tranh thủ vào cái bữa Chủ Nhật này đó, mình về sớm một chút. Tức là mình muốn thực tập, ai muốn thực tập đó, thì đi về vào khoảng 1 giờ trưa. Thì 1 giờ trưa thì thầy xuống thầy hướng dẫn cho về vấn đề nghi lễ để cho nó đồng bộ. Thì cái tu của mình đó, thầy nghĩ là nó sẽ có kết quả tốt hơn. Đó là hai cái việc. Còn cái việc cuối cùng nữa là bữa nay mình coi như là mình học xong cái bổn môn Pháp Hoa. Cho nên là mấy chị ở như nhà bếp đó, họ có nấu một cái món thức ăn để mà đãi cho quý vị đây. Cái món ăn đó thì gọi là cơm La Hán. Cơm La Hán thì mỗi người lãnh một phần cơm đó đem về ăn. Ở đây tại sao thì gọi là cơm La Hán? Tại vì cơm La Hán đó, thế là các vị La Hán đó thì họ sống với 8 thứ gọi là bát chánh đạo. Bát chánh đạo. Cho nên ở trong cái cơm này đó, nó cũng kết hợp được 8 thứ ở trong đó. Ở ngoài thì quý vị gọi là bát bủ, phải không? Ở ngoài ai đi ăn cơm Tàu thì có ăn cơm bát bủ. Nên bây giờ vô chùa đây đó, mình ăn cơm La Hán. Hai cái này ý nghĩa nó hoàn toàn khác nhau. Tức là ăn cái cơm này đó, là mình nhớ những cái điều mà các vị La Hán làm họ sống. Tức là cái điều thứ nhất của họ đó là cái chánh kiến rồi tới cái chánh ngữ này. Tức là thấy cho chính xác, nói cho chính xác, nói năng cho chính xác, sống một đời sống có ích lợi. Đây là các vị thánh họ làm. Đó là trên bước đường tu.